Mê nhất là trước mặt mình có một cái view sông nước hữu tình mà đưa ghe xuồng vào được, thả lưới đánh câu được. Rất là miền Tây luôn nha anh chị. Dạ, nhà đất Trần Ngô xin kính chào cô chú và anh chị nha. Lần đầu tiên Bảo Thiện xin gửi lời chúc bình an và may mắn đến tất cả những ai xem được clip này của Bảo Thiện nha. Hôm nay Bảo Thiện có mặt tại xã Cẩm Sơn, huyện Cà Lài, tỉnh Tiên Giang. Xin giới thiệu cho cô chú và anh chị một mảnh vườn cây trái lộ nhựa giá rẻ chỉ với là 700 triệu thôi mà có là rất là nhiều quê lợi trên đất của mình luôn. Và đặc biệt là hưởng được cái mé sông lãng mạn hữu tình này luôn nha cô chú và anh chị mình ạ. Giờ đầu trước hết thì Bảo Thiện sẽ khái quát một chút về tuyến đường cũng như hướng đi của mình cho cô chú và anh chị mình nắm rõ nha. Và đường mình là đường nhựa cặp với con sông mang tên là sông Ba Rài nha cô chú và anh chị. Đường này thì là ngồi xà lan ghe xuồng đua nhau thoải mái ở sông. Thì mình đưa xe hơi vào 7 chỗ, các loại xe tải lớn trọng tấn 3-5 tấn đi thông nhau hai đầu đều rất là thoải mái luôn nha cô chú và anh chị. Đó, thì theo cái hướng trước mặt mình hoặc là hướng ngược lại thì mình đều có thể là thông ra với Cà Lậy. Cái hướng này nè anh chị, mình đi thẳng là chỉ tầm khoảng 400m thôi. Mình sẽ ra với lại chợ Cẩm Phong của mình ha. Mình đi thẳng luôn thì mình sẽ ra với lại là phía tỉnh lộ 864 cũng như là chợ Hội Xuân của mình tầm khoảng là 5km nha. Còn anh chị theo cái hướng ngược lại này đây thì anh chị sẽ thông ra với là huyện lộ 60 để về chợ Cẩm Sơn của mình là 2km nha cô chú và anh chị. Dạ, vị trí của mình thì tương đối so với thành phố Mỹ Tho. Thiện lấy điểm là ngã ba Trung Lương là 30km, mình ra với bến xe miền Tây. Thành phố Hồ Chí Minh mình là 80km nha cô chú và anh chị. Ở đây thì đường điện, đường nước đã có sẵn cho mình luôn rồi. Và khu vực chung quanh của mình thì người ta trồng trái cây rất là tốt anh chị ơi. Đại đa số thì về miền Tây anh chị sẽ thấy là chuối nè, những bùn chuối là rất là xanh mướt như thế này luôn ha. Rồi mình có là dừa nè, rồi mình có đặc sản ở dưới Cai Lậy của em là sầu riêng luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Nói chung là khu vực này điện nước đầy đủ, dân cư đông, phía trước là view sông nha. Và rồi, và thửa đất hôm nay Bảo Thiện giới thiệu cho cô chú và anh chị nằm ngay bên đây nè. Thửa đất của mình có tổng diện tích là 685m², mặt tiền xoay về hướng Tây Bắc nha cô chú và anh chị. Ô tô 7 chỗ 16 chỗ đến đất luôn. Đất của mình thì có vị trí ranh tính từ cái mấy lưới hàng rào bên trái này đây nè anh chị. Đây nè, vị trí hàng rào của mình nói chung là cũng rất là dễ nhận dạng ranh móc nha. Anh chị sẽ kéo ngang qua cho Thiện tới vị trí giáp con rạch ở phía bên phải. Mình được mặt tiền tiếp giáp với lộ nhựa của mình là 13.8 nha cô chú và anh chị. Đây nè, có một con rạch bên hông giáp với lại cái bờ dừa của mình. Thì mỗi người sẽ là nửa mương nha anh chị. Đây là cái mương của mình ha. Cái mương này là dân của mình đào ra để thoát nước ra ngoài sông của mình luôn, thì rất là tiện trong vấn đề là chủ động nguồn nước tưới tiêu cho vườn nha cô chú và anh chị. Đó, mình tới nửa mương này thì mặt tiền của mình là 13.8, chiều sâu vào ở cạnh bên phải thì Thiện ngay bên đây là 75.3 và ở cạnh bên trái đầu kia Thiện vừa đứng là 70.6 nha cô chú anh chị. Hậu mình thì có hơi nhỏ hơn mặt tiền chút xíu là 6m nha. Tuy nhiên thì đất của mình được cái mặt tiền lộ nhựa view sông và dừa thì quá trời trái luôn anh chị ơi. Phía trước thì mình có những cái bụi hoa dễ thương lắm nha anh chị. Đó, và Bảo Thiện xin mời anh chị mình vào sơ lược bên trong vườn của mình nha. Hiện tại mảnh vườn này chủ đang kêu một cái giá thì cũng khá là mềm luôn, chỉ có là 700 triệu thôi. Giá cả là mình sẽ được gặp chủ thương lượng trực tiếp nha. Nói chung là chủ cũng cần bán nè, sẽ kêu cái giá tương đối là hợp lý của mình. Lúc mà chủ gửi Thiện á, chủ gửi giá 900 lận, nhưng mà Thiện tư vấn cho chủ cái giá hợp lý hơn để cho mình mau lẹ mua bán. Đây là cái giá mà Thiện vừa mới nêu trên, là cũng một cái giá mà cũng gần sát với cái giá mà mình có thể thương lượng được rồi đó. Nên cô chú và anh chị mình cứ thiện ký mình nhắn tin hoặc là kết bạn Zalo Bảo Thiện hoặc anh Khang Trần bên dưới số điện thoại màn hình thì Thiện sẽ tư vấn mình về xem đất trực tiếp và mình có thể mau chóng chốt cọc với chính chủ nha. Dạ, đất của mình thì tương đối là bằng phẳng, chị thấy mà chỉ có một cái rãnh nhỏ ở đây, lúc trước chắc là đào ra để làm mương hay là trồng lên líp trồng cây gì đó, nhưng mà bây giờ cũng không có sử dụng nữa đó. Nhưng mà Thiện thấy là cũng không có sâu lắm, tầm khoảng 5-6 tấc thôi, là mình mua về mình có thể là mình cải tạo lại vườn của mình. Thì cây trái trong vườn đó thì chủ không có sử dụng, nói chung là gia chủ của Bảo Thiện là đang ở xa, mảnh đất này đang ở rất là xa nha anh chị, hiện tại là không có sử dụng nữa. Tuy nhiên thì đất của mình thì cũng bằng phẳng, mình về mình có thể dọn lại thì mình vẫn có thể sử dụng bình thường nha. Thì Bảo Thiện cũng xin chia sẻ luôn nha anh chị, thì bên hông đất của mình đó là một cái miễu, một cái miễu dạng là một cái đình thần đó cô chú anh chị mình ơi. Đó, thành thử ra anh chị kìa, anh chị cô chú nào mình hợp, mình hữu duyên thì mình hãy liên hệ cho Bảo Thiện nha.
phía sau cái miễu của mình đó thì cũng có một vài cái nhà mồ, một vài cái mã ha, thì nghĩ là của cô chú anh chị mà ngày xưa người ta không có đất hoặc là gia cảnh khó khăn á, thì người ta sẽ chôn. Nói chung nhà mồ thì cũng sạch sẽ, cũng gọn gàng, nói chung là xây cũng ok, kiên cố lắm anh chị. Đó là cô chú và anh chị nào mình hiểu được vấn đề này, mình không có ngại ha, cũng chỉ là giáp ranh với mình thôi, qua một con kênh mới tới đất bên kia nha anh chị. Thì mình có thể là tham khảo cái thửa đất này, một cái giá khá là rẻ luôn, chỉ có là 700 triệu thôi. Thì một số lúc trước á, Thiện thấy là có một số anh chị mình muốn tìm đất vườn đường nhựa ha, xây về hướng Tây Bắc ha, với một cái giá rẻ. Thì nếu mình ngại mình có thể là xây bờ tường rào bên trái của mình, thì mình ở phía trước đây, phía sau mình làm vườn, thì Thiện thấy là vẫn còn dư ra một khoảnh đất rất là nhiều luôn. Vì hiện tại là trời hơi bị tối rồi đó cô chú và anh chị mình ơi, nên là Bảo Thiện không có đi tới cuối phần ranh đất của mình được. Cuối phần ranh đất nó hơi bị sâu với lại nó cỏ anh chị kìa, nên Thiện nghĩ là cái chất lượng video nó sẽ không được đảm bảo cho anh chị, nên Thiện quay khái quát một phần miếng đất, 1/3 cái phần diện tích đất cho cô chú và anh chị mình dễ tham khảo thôi ha. Dạ rồi, Thiện xin nhắc lại nha, thửa đất của mình có tổng diện tích là 685m² với giá là 700 triệu thôi, với mặt tiền bề ngang là 13.8, chiều sâu và một cạnh là 70.6 bên tay trái, một cạnh là 75.3 bên tay phải, hậu của mình hơi tóp lại còn 6m nha. Ở trên đất thì có dừa nè, rồi có tắc nè, rồi cuối chung là cũng có nhiều cây trái để mình có thể là về hưởng quê lợi luôn. Mặt tiền lộ nhựa, view sông phía trước, hưởng luôn cái mé sông đó, anh chị có thể trồng những loại cây trái mình thích ha. Nhưng mà sau này nhà nước mà làm bờ kè thì anh chị phải trả lại cho nhà nước nha anh chị. Nói chung là cũng là nguyên tắc mua bán của mình. Dạ, và hướng Tây Bắc với một cái giá rất là hữu nghị luôn, chỉ có là 700 triệu thôi. Khuyết điểm của mình đó thì có nhà mồ ở phía bên tay phải nha, mình đi vào thì bên tay phải, nhưng mà nhà mồ thì cũng không có đạp vô đất của mình, người ta cũng xây dựng kiên cố. Nói chung là thì nghĩ là một số cô chú và anh chị ngày xưa không có đất á, hoặc là người ta vô gia cư, nói chung là hoàn cảnh cũng thương lắm nha anh chị, thì xây gần miễu để tu tập nha cô chú anh chị. Cô chú và anh chị mình, nếu mà mình cảm thấy hữu duyên, mình cảm thấy mảnh đất này rẻ, hợp túi tiền của mình, lộ nhựa nè, view sông nè, thì mình có thể là cân nhắc cái mảnh đất này. Nói chung mình mua bán, mình về mình thờ cúng ở đâu cũng vậy, thì biết đâu là công việc làm ăn của mình nó càng ngày càng phất lên ha. Một cái mảnh đất mà giá rẻ, view sông, đường nhựa ô tô tới nơi, thuận tiện để mình nghỉ dưỡng, thuận tiện mình tới lui, được vị trí cũng rất đẹp luôn, chỉ với 700 triệu thôi đó, rất là hợp lý luôn nha. Vậy đó, anh chị quan tâm hãy liên hệ số điện thoại bên dưới màn hình cho Bảo Thiện và anh Khang Trần để được về trực tiếp xem đất, thương lượng và mình chốt cọc, có thể là ra công chứng liền với chính chủ luôn nha anh chị. Bảo Thiện xin cảm ơn sự ủng hộ cô chú và anh chị đã xem tới cuối clip nha. Anh chị ơi đừng quên đăng ký kênh, ấn cái chuông ở phía bên phải để nhà đất Trần Ngô có thêm thật nhiều động lực sản xuất bất động sản đẹp giá rẻ cho cô chú và anh chị tham khảo miễn phí hàng ngày nha. Bảo Thiện xin chào, hẹn gặp lại cô chú và anh chị bất động sản tiếp theo ạ.